Dạ, kính chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn đã đến với kênh xem kênh Thí An TV. Nay là ngày 23 tháng 3 năm 2022. Em có về nhiều dòng máy tính bảng nha cả nhà. Android 9, Android 8, 64GB, iPad, máy tính bảng và những dòng điện thoại cả nhà. Xem mua ủng hộ em, bây giờ em vô test máy báo giá từng cái điện thoại máy tính bảng nha. Rồi, trước tiên em sẽ review máy tính bảng trước nha cả nhà, rồi mới tới điện thoại nha. Nay em có về con iPad 64GB. Đây, con này là 64GB, màn hình 10 inch nha, máy nghiêm chỉnh, không vướng tài khoản gì hết, máy sạch nha. Cái này xài sim luôn nha cả nhà, 64GB xài sim. Đây, sim nằm bên đây. Nên tết chuông rồi. Này là iPad 2 64GB xài sim. Vô âm lượng chuông. Nói chuông đó cả nhà. Rồi, tiếp theo là test cảm ứng cho khách luôn. Rồi, iPad 2 64GB xài sim, giá 1.3 triệu nha cả nhà. Máy được trên 80% mặt sau và mặt trước. Rồi, tiếp theo Nam có về con Samsung 10 inch ZA668. Em về hai con nha, một con 32GB, một con 128GB. Vô cấu hình cài đặt. Đây này là ZA668 Android 7 chấm. Vô dung lượng nha cả nhà. Cây này là 128GB nha. Samsung ZA668 128GB màu vàng đồng. Máy còn dán ngủ nha, khách trước xài còn dán ngủ nha. Mặt kính trước không trầy nha, mình lọt ngủ ra là máy đẹp lan can luôn. Mặt sau cũng vậy, được trên 80%. Máy xài sim nha cả nhà, Samsung ZA668 máy xài sim. Mua về cho con em mình học online 128GB nha. Em test chua âm lượng cho khách luôn. Mâm lộn rồi. Nói chung máy em bán cho khách là quan trọng nhất là màn hình, thứ hai là pin. Rồi, test cảm ứng cho khách nè. Rồi, cây này là giá 1.2 triệu nha, 128GB Samsung 668 ZA, giá 1.2 triệu. Máy được trên 80%. Em bán điện thoại á, là chiều em ra sân động bán là tầm 4:30 tới 8 giờ em nghỉ nha cả nhà. Còn á, ban ngày thì khách nào có nhu cầu mua chạy lên gặp em thì điện trước giùm em trước khi đi. Rồi, nhiều khi em đi thành phố quá nhà, rồi hẹn ra rồi em cho xe máy. Rồi, cây này giá 1.2 triệu. Rồi, tiếp theo cũng về cây Samsung đó nha. Cây Samsung này là IP 3 số 9, cây này là 32GB. Mua về cho con em mình học online, cũng còn dán mũ trong luôn nha. Khách trước xài còn dán mũ, để chống trầy, khách nào mua về thì lột ra giùm em. Cây này cũng 32GB. Tết chuông âm lượng luôn, dung lượng nè. 32GB nha cả nhà, Samsung 3 số 9, 32GB. Đó, anh test cho khách luôn, chuông âm lượng. Đó, chuông rất là to nha cả nhà. Rồi, máy cũng được trên 80% luôn, máy xài sim nha cả nhà. Cây nào cũng xài sim hết nha. Cây nào cũng không xài sim thì em sẽ báo. Rồi, cây này 32GB, giá cũng 1.2 triệu luôn nha cả nhà. Samsung 3 số 9. Khách nào có nhu cầu mua liên hệ em, số điện thoại 0388792574, em ship code ship toàn quốc nha. Thế em bán máy không kèm phụ kiện nha, màn hình riêng. À, hình thức ship là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cạc điện thoại vẫn được. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ phí cọc ra nha cả nhà.
Nói chung khách đừng lo vấn đề mất cọc. Em nhận cọc của khách là em sẽ ship hàng. Trừ khi em không ship hàng thì cho khách, em vẫn trả cọc lại cho khách nha. Rồi tiếp theo nam có về cái Tab E nha. Cái Samsung Tab E màu đen 10 inch luôn. Cây này là đã nâng cấp lên Android, nó 7 chấm rồi cả nhà. Thường cây này là hổm mấy cái giọng em lấy về là Android nó chỉ có 4.4 thôi. Là nó là RAM 2 16GB. Còn cây này bây giờ em đã nâng cấp nó lên 7 chấm rồi nè. Máy cũng được trên 80%, có tặng ốp da. Rồi để em gửi ốp da cho khách luôn. Còn có dán cường lực luôn nha cả nhà. Khách trước xài là có dán cường lực luôn nha. À, mình về mình muốn dán cường lực khác thì mình gỡ cường lực này ra, mà máy còn đẹp mà, khỏi cần lột cường lực. Rồi có tặng ốp da nha, máy cũng được trên 80%. Khách nào muốn lột cường lực ra thì dán cường lực khác thì dán giùm em. Rồi cây này giá 1.6 triệu nha, Android 7 chấm, Samsung Tab E màu đen, màn hình 10 inch, xài sim luôn nha cả nhà. Nè Android 7 chấm nè, máy là anh tích nghiêm chỉnh ok cho khách rồi. Nói chung là em bán máy là pin con trâu nha, máy cầm pin nha. Rồi giá 1.6 triệu, Samsung Tab E Android 7 chấm, RAM 2 16GB. Android nó đã nâng cấp lên, mua về cho con em mình học online, xài Zalo, YouTube, Facebook, hát karaoke nha cả nhà. Rồi Tab E màu trắng có da, giá 1.600.000. Rồi tiếp theo nay em có về cái dòng Lip. Cái này là con chip nó cũng mạnh lắm nha cả nhà. Màu trắng bạc, máy cũng được trên 80%. Cây này Android cũng 7 chấm. Nói chung là mình mua về cho con em mình học online, lưu ý giùm em, Android từ 5 chấm trở lên mới học online được nha, 4 chấm là không học online được. Rồi cây Lip này là máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Camera trước, camera sau, tất cả các cái là em đã test ok hết cho khách. Cây này là giá 1.100.000, máy được trên 80% luôn. Rồi Android 7 chấm, màu trắng bạc Lip, cọc là hình thức không bị bơm hàng thôi nha cả nhà. Cọc xong rồi cho địa chỉ tên số điện thoại em, trừ phí cọc ra em ship. Lip X9 Android 7 chấm, rồi giá 1.100.000. Mấy dòng này con chip nó mạnh lắm, lên lẹ lắm. Rồi tiếp theo em có về Mate nha. Em có về hai cây Mate 7 rồ Android. Con này chắc có con 9 chấm, có con 8 chấm nha cả nhà. Máy cũng đẹp trên 80% luôn. Tình trạng sao em báo hết. Rồi Tab 10 Pro, cây này Android 9 chấm nè, mua về cho con em mình học online được. Máy cũng đẹp trên 80%. Rồi giá 1.100.000 thôi, để giá mềm cho khách. Mua về cho con mình học online hoặc là coi YouTube, đọc báo này kia, hát karaoke. Cây này là xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn nha cả nhà. Android 9 chấm là nó dạng, để em vô em coi dung lượng, hiển thị bộ nhớ. Cây này là 64GB nha, tổng bộ nhớ. Rồi cây này Android 9 nha. Rồi giá 1.100.000, Mate Tab 10 Pro, giá 1.100.000. Rồi tiếp theo cũng còn về cây Tab 10 Pro nữa. Cây này còn nhắn ngủ nha cả nhà. Lột ra test cho khách coi luôn. Tab 10, cây này Tab 10 Plus, Android nó 8 chấm nha. Mua về cho con em mình học online cũng được. Máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Mặt kính trước có dán mũ, không chạy sức nhiều. Máy đẹp trên 80% luôn, gần 90% luôn nha cả nhà. Chuông âm lượng em test ok rồi. Nói chung dòng Mate là chuông nó rất là lớn. Rồi cây này giá cũng 1.100.000 luôn, Mate Tab 10 Plus giá 1.100.000, màn hình 10 inch, xài sim luôn nha cả nhà.
Tết cảm ứng cho khách luôn. Tab 10 lướt Android 8 giá 1.100.000 luôn. Rồi tiếp theo em có về Samsung nha. Cái này không biết mở nguồn chưa đây. Rồi cái này là em tắt nguồn, em lấy hàng về tắt nguồn. Rồi Samsung Tab 3 này cả nhà cũng đã biết rồi nha. Thường dòng này em hay bán. Nói chung là thấy em máy Samsung chính hãng màn hình riêng nha. Samsung này là Tab 3 10 inch giá 1.100.000. Mặt kính trước hay trầy nha cả nhà. Mặt sau có được trên 80% mặt trước cũng vậy. Nói chung mặt trước hơi trầy nhưng mà màn hình vẫn mượt, ok hết. Rồi giá 1.100.000 màu trắng. Mua về karaoke, xem YouTube, xài TikTok này kia. Android nó 4.4 nha cả nhà. Chuông này kia làm thử ok hết cho khách rồi. Rồi giá 1.100.000. Rồi Samsung Tab 3 10 inch giá 1.100.000. Rồi tiếp theo em có về cây Huawei nha. Huawei này là RAM 2 16GB màn hình 7 inch. Nhưng mà con chip nó mạnh nha. Mua về cho con em mình học online rất là mạnh. Tình trạng máy là nghiêm chỉnh. Máy được trên 80% luôn. Rồi em vô cấu hình cài đặt cho khách coi. Huawei Mi Pad T37 Android 5.0 RAM 2 16GB nè cả nhà. Con chip nó rất là mạnh. Màu đen. Cây này giá 1 triệu nha. Máy đẹp trên 80% luôn, không chạy xước gì nhiều luôn. Giá 1 triệu, Huawei màn hình 7 inch. Rồi tiếp theo em còn cây Godbud nha. Cái dòng Godbud này em bán cũng được lắm nha cả nhà, nhưng mà lâu lâu mới nhậm cây thôi. Cây này là Android 7.0. Họ mua em tính tép máy mà nó hết pin. Máy màu đỏ nha. Godbud Tab 10 Android 6.0. Mặt kính trước được trên 80%, mặt sau cũng vậy nha. Rồi anh test cảm ứng cho khách nè. Có trò chơi nè, quá trời trò chơi luôn nè cả nhà. Khách nào mua về thì xóa bớt. Còn máy để chơi cũng được, tùy theo cách khách xài. Cũng giá 1.100.000 nha. Dung lượng. Cây này 16GB luôn nha. Nói chung là những dòng máy tới bảng sau này em lấy cho khách toàn là 16GB không trở lên không nha cả nhà. 16, 32, 128GB. Rồi cây này giá cũng 1.100.000. Để giá hữu nghị cho khách. Rồi tiếp theo nay em có về cây Matte màu xanh nữa nha. Dòng Matte Lut nè, Android nó tới 8.0 lần. Mua về cho con em mình học online cũng được, coi phim hoạt hình, chơi game nhẹ cũng được. Này còn dán mũ trong nha. Khách trước còn dán mũ trong em chưa lột ra, khách nào mua về lột ra em. Rồi cây này giá là 700.000 nha. Giá hồi đó giảm bán luôn, không lên giá. Rồi Matte Tab 7 Lut màu xanh dương đậm, Android 8.0. Rồi giá 700.000. Rồi tiếp theo em có về cây Matte mắt Ite. Cây này cây Ite em nó lộn. Cây này mua về cho con em mình học online cũng được nha. Màn hình cũng 7 inch. Android nó 5.0. Ite 703 Android 5.0. 5.0 là có thể cho con em mình học online được rồi. Máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Rồi nè. Còn tem luôn. Máy xài sim luôn nha cả nhà. Chưa sạc. Samsung nhà ai cũng có, cho nên em bán máy không kèm phụ kiện, phí ship khách trả nha. Tại vì em biết chưa sạc này nhà ai cũng có hết. Rồi cây này giá 550.000. Máy đẹp trên 80% luôn. Ite. Có một cây duy nhất Ite. Rồi em có về cây Matte nữa nha cả nhà. Màn hình 7 inch. Máy cũng đẹp trên 80% luôn. Đây Ite
8720Y. Chết cha cây này em tắt rồi. Ở trong khi chờ đợi nãy em quay cái cây khác. Rồi nay em có về top 4 nha. Nay em có về hai cây top 4. Máy cũng được trên 80% luôn rồi. Chết cha cây này cũng tắt rồi, quên mở. Rồi trong khi đợi nó lên rồi em review cây này. Rồi cây này Android 4.4 nha, Matte Android 4.4. cảm ứng không vấn đề gì hết luôn nha cả nhà, máy nghiêm chỉnh nha. Rồi rồi cây này em để giá 400k cho khách nha. Android 4.4 mình vẫn xài Zalo, ủa mình vẫn coi YouTube được nha, TikTok được nha, camera trước camera sau, tình trạng máy nghiêm chỉnh hết, xài sim không có vấn đề gì hết nha, chuông lô ok hết, máy xài sim máy cũng được trên 80% nha. Rồi giá 400k. Matte 7 inch màu trắng giá 400k. Rồi top 4. Em có hai cây nha, màu trắng, máy cũng được trên 80%. Cây này còn dán mũ, khách trước xài còn dán mũ nha. Rồi. Để giá hữu nghị cho khách. 900k nha. Top 4 màn hình 7.8 xài TikTok được luôn, coi YouTube đỏ, YouTube đen chơi game được luôn nè cả nhà. Android 4.4 giá 900k màu trắng em có hai cây nha. Mới nhập về luôn nha cả nhà. Máy tính bảng em nhập về là ngày nào hết ngày đó, ví dụ ế thì ế 1-2 cây thôi. Rồi. Test cảm ứng cho khách đi. Rồi giá 900k nha. Top 4 màu trắng. Rồi em còn top 3 tiếng Anh nha. Cây này bị ế nè mấy ngày nay nè cả nhà. Rồi, cây này chết cha hết pin, sáng giờ quên sạc nữa. Hôm qua quay video mà hết pin, sáng giờ lô bu quên sạc. Cây này giá 550.000 nha, máy đẹp lan can nha. Không bị lót, không bị gì hết, máy đẹp hết, chỉ có dính tiếng ảnh thôi. Về mình chạy chương trình lại là xài tiếng Việt luôn. Giá 550.000. Khách nào mua thì yêu cầu em chụp hình video quay gửi qua cho. 550.000. Rồi top 3. 600k. Xài sim luôn. Trời chơi quá trời luôn, TikTok này kia luôn, 600k nha cả nhà, Samsung top 3. Rồi Asus. Cái Asus này là máy cũng được trên 80% luôn. Mở lên rồi nhấn tắt lên. Rồi cái Asus này là giá là 750k, 16GB nha cả nhà. Máy nghiêm chỉnh. Rồi giá 750.000, máy không chạy xước gì nhiều, mặt kính trước và mặt sau. Màn hình nó 7 chấm. Màu đen Asus 750.000. Tiếp theo còn một cây iPad 16GB không xài sim. Cây này em để giá là 1.100.000 nha. Máy nghiêm chỉnh hết, chỉ không xài sim thôi nha cả nhà. Rồi, giá 1.100.000. iPad này 16GB. Sao rồi anh? Rồi, tiếp theo còn cái Asus nha. Asus này để em vô em coi mấy chấm mà mua nè. Cái này để giá Android 4.4 coi YouTube, TikTok được nha. Cây này để giá hữu nghị cho khách thôi, 550.000. Máy cũng được 80% thôi, mặt kính trước mặt sau đều chạy. Rồi bây giờ em sẽ quay qua giới thiệu điện thoại. Rồi nay em có về hai cây top 4 nha cả nhà. Hai cây top 4 màu đen hết. Máy nghiêm chỉnh top 4, Note 4 em nói lộn, hai cây Samsung Note 4. Note 4 là RAM 3 32GB. Chơi game Liên Quân Chi Phai được. Nói chung dòng Note 4 này em bán được lắm cho nên em hay nhập. Có cái là nó hơi bị xấu vo thôi nha cả nhà, cho nên em để giá 1.000.000 cho khách. Rồi cây này cũng vậy, nói chung em về được hai cây, giá 1.000.000. À, nói chung dòng Note 4 là có xài một sim mà nha cả nhà, Note 3, Note 4 là chỉ có xài một sim thôi nha. Rồi giá 1.000.000. Màu đen 2 cây.
máy cũng được trên 80%, nó chỉ 6 bo thôi. Rồi rồi giá 1 triệu luôn nha cả nhà. Rồi nách 3 thì nay em cũng có nhập nha, em nhập thêm vài cây nữa. Nách 3 em về, nách 3 hiện tại em có 2-4 cây nách 3 nha. Nách 3 này là toàn 32GB thôi, 16GB em đã bán hết rồi. Là giá 900k nha, máy đẹp trên 80%. Nách 3 đây cũng nách 3 luôn, có cái viết. Nói chung dòng nách là có viết nha. Máy cũng được trên 80% luôn, 900k luôn nha cả nhà. Đây một cây nữa nè. Nói chung tổng là 4 cây Note 3. Rồi tiếp theo nay em có về Huawei nha. Cây Huawei này là 32GB. Em vô em coi em tăng độ sáng nữa nè. Hôm nay dòng Huawei em hết hàng luôn cả nhà. Huawei Y7 Pro 2018 Android 8.0 RAM 3 32GB. Máy cũng được trên 80% nha. Màu xanh. Giá 1.100.000. Em test cảm ứng cho khách luôn. Này là chơi game liên quân chi phai đều được nha cả nhà. Cho phép. Rồi camera trước, sau. Camera trước rồi. Giá 1.100.000 nha. Huawei Y7 Pro 32GB. Rồi tiếp theo cũng có về cây Huawei nữa. Nè cây này hình như là nó chỉ RAM 2 thôi. Máy cũng được trên 80%. Android cũng Android 8 luôn, nhưng mà nó chỉ RAM 2 16GB. Cây này cũng để giá hữu nghị cho khách là 900k nha. Máy được trên 80%, mặt kính trước không chạy sức nhiều, mặt sau á thì nó hơi xấu một tí, nhưng mà khách trước xài còn dán mũ nha. Nói chung là máy được trên 80%, giá 900k Huawei. Huawei Y6 RIM 2018. Giá 900k, còn nhân tay nha cả nhà. Rồi, tiếp theo nay em có về cây Xiaomi Redmi màu đen. Rồi với bể đồ màu đen, máy cũng được trên 80% nha. Test cảm ứng với khách luôn. Test camera, camera trước, camera sau. Này. Rồi máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Bo nè, mặt trước mặt sau nè, có dán mũ trong. Xiaomi Redmi là RAM 3 32GB, 2 SIM 1 thẻ nhớ nha cả nhà. Giá 1.700.000. Rồi giá 1.700.000 nha cả nhà. Xiaomi Redmi 32GB chơi game liên quân chi phai được. Giá 1.700.000 màu đen. Em có 2 cây nha. Màu vàng đồng nữa. Giá cũng 1.700.000 luôn. Cũng 2 SIM 1 thẻ nhớ, chơi game liên quân chi phai được được, máy mạnh nha. Máy là này là pin con trâu nha cả nhà, màu vàng đồng luôn, Xiaomi Redmi. Rồi tiếp theo nay em có về một cây Z8, Samsung Z8 còn vân tay nha. Z8 cũng RAM 3 32GB, cũng chơi game liên quân chi phai được. Rồi Z8 này giá 1.600.000 nha cả nhà. Nè camera trước nè, sau rồi camera trước nè. Rồi RAM 3 32GB Z8 giá 1.600.000 màu đen. RAM 3 32GB màu đen nha, 1.600.000. Rồi tiếp theo em còn ế cây mi nha cả nhà. Cây mi này là mi số rồ, RAM 3 32GB chơi game liên quân chi phai được. Máy cũng được trên 80%. Mi là mi sạch, không những tài khoản ai lao gì ha, tài khoản Google. Máy sạch nha. Giá 1.600.000. Chơi game liên quân chi phai được màu hồng. Rồi tiếp theo còn cây Samsung A021S gì đó, em vô coi em quên rồi. A02S 32GB, màn hình tay thỏ. Máy được trên 80% nha. Giá 2 triệu.
Rồi tiếp theo nè, em có về một cây mi. Mi màu xanh xám, mặt sau hơi chày được 80% nha. Còn nhân tay máy sạch không dưới tài khoản gì hết. Mặt trước là được trên 80%. Cây này em để giá 1 triệu cho khách luôn nha. Nói chung máy đẹp len ken luôn, đẹp không trầy xước gì, là mới giá 1 triệu mốt. Còn vỏ hơi xấu một tí em để giá 1 triệu cho khách. Rồi Note 4, Mi Note 4 này là RAM 3 32GB, Android nó 7 chấm nha. Chơi game liên quân chi phai được. Mi là RAM 2 là 16GB đã chơi game được rồi nha. Cây này 1 triệu nha cả nhà. Rồi tiếp theo còn cây Mi này 16GB màu vàng đồng. Cây này cũng chơi game liên quân chi phai được luôn. Note 3, Mi Note 3 16GB màu vàng đồng, màn hình 5 inch. Còn nhân tay cái máy sạch không dướng tài khoản gì hết. Giá 800k đi khách. Rồi tiếp theo còn con A, Samsung A7. Nãy test máy cho khách á, thử sim á, giờ tắt nguồn khởi động lại. Rồi cây này là giá là 900k nha. A7, Samsung A7. Máy hơi mỏng, mình mua về mình bóp lưng vô để nhiều khi xui rớt nó bể. Rồi cây này giá 900k, 16GB, A7. Rồi tiếp theo còn cây Mi màu đen nha. Cây này hồi clip hôm qua em có quay rồi, vỏ hơi xấu, cho nên em để giá là 900k cho khách. Nó hơi xấu bo, mặt sau thì có dán, còn vân tay máy sạch không dính tài khoản gì hết. Màn hình trước thì được trên 80%. Rồi cây này giá 900k, Mi Note 4 32GB, chơi game liên quân chi phai đều được. Rồi tiếp theo em có về cây VinMax nha. VinMax này 16GB, máy cũng được trên 80% luôn. Mặt kính trước không trầy xước nhiều, mặt sau cũng vậy. Để em vô con VinMax này, VinMax P3 quá. Cây này VinMax P3, cây này thường lúc trước em cũng có hay bán nè. Giờ nãy em cũng ít nhập VinMax. Rồi cây này là giá 900k nha, VinMax P3 giá 900k. Bộ nhớ cây này 16GB nha, giá 900k. Rồi tiếp theo em còn cây 5S phiên bản tiếng Anh nha. Cây này em để giá 650.000 cho khách. Máy được trên 80%, không trầy xước nhiều mặt trước và mặt sau nha. Rồi giá là 650.000. J700 còn gọi là J7 thường. Cây này em để giá 900k cho khách. Máy được trên 80% luôn, mặt trước và mặt sau. Nó là 16GB nha cả nhà, cây này hết pin rồi. Khách nào có nhu cầu mua gỡ hình đi hết em. Còn pin ít nên đang khởi động máy. Hồi nay em có cái về cây C7 Pro, G3 Pro. Màn hình 5 inch nha, học online được 16GB. Màu vàng đồng. Máy được trên 80% nha. Rồi. Cây này em để giá 900k cho khách. Cây này nay để giá mềm luôn 900k. G3 Pro. Rồi ghi hay game là cả nhà cũng biết nha. Ghi hay game rồi nay em để giá hữu nghị cho khách luôn, ghi hay game. Máy đẹp len keng luôn. 650.000 luôn nha cả nhà, chỉ có ngày hôm nay thôi nha. Video hôm nay em để giá ghi hay game học online vô YouTube, Zalo, Facebook được cho khách. Nay hôm nay là ngày 23 đó. Nay là em bán giá khuyến mãi cho khách 650.000, khách nào mua thì liên hệ em giùm. Ghi hay game màu hồng và màu vàng đồng, máy đẹp len keng luôn nha. Rồi giá là 650.000 luôn. Oppo A3 3W, cây này là 16GB, xài Zalo, Facebook, YouTube được, màu xanh dương đậm. Rồi cây này giá là 700k. Rồi G530 cũng vậy luôn nha. G530 nay em để giá mềm cho khách vui vẻ luôn, nay bán 600 luôn, máy đẹp len keng luôn. G530 600k, học online, xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. Đây ghi hay rim nữa này nha cả nhà, 650k cho khách luôn. Tôi về cho con em mình học online. Rồi hẹn em còn Z5. Z5 là Z5 thường nha. Ủa iPhone 5 thường giá 750.000, 2 cây màu trắng bạc.
Trời 5C, cây này bị ế hôm nay nha. Nhưng mà giá nó cũng là giá 800k nha. 5C cũng 16GB luôn, màu vàng đồng, giá 800k. iPhone mini, iPhone 4. Cây này giá 450.000 nha. Neo 5, ủa neo 7. 750.000. Thôi 700.000, nó lộn. Neo 7 màu trắng giá 700.000. Rồi. Samsung Z2 xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. 650.000. Học online được luôn nha cả nhà. Nhỏ gọn bỏ túi được. 650.000 màu vàng đồng. Rồi em còn một cây. Cây này là Neo 5. Cây này chắc RAM 1 GB8 á. Rồi cây này để giá 400.000 cho khách. Xài Zalo được, YouTube được luôn nha. Rồi giá 400k. Rồi, đi hay đi luôn, có tặng lắp lưng luôn. Z5 750.000. Màn hình 5 inch. Rồi, Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em. Để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà cùng xem và bán được nhiều đồng điện thoại cho cả nhà. Hẹn clip sau.